tại cửa hàng Phúc Lâu, chi nhánh Hồ Con Rùa, quận 3. Chị Ngân Uy cùng bạn đến quán ngồi từ đầu giờ chiều ngày 28 tháng 10 để tận hưởng cảm giác được uống ly cà phê tại quán sau 5 tháng giãn cách xã hội. Trước dịch, đây là địa điểm quen thuộc để chị gặp gỡ bạn bè và ngắm nhìn đường phố Sài Gòn. Chỉ như mình uống tại chỗ thì nó thoải mái hơn. Mình ở đời về đó, cái mùi vị nó không có còn giống như mình uống tại chỗ. Phúc Long này uống tại chỗ thì cái mùi vị nó khá lắm. Mỗi lần mình uống về thì nó không có ngon. Với lại ở đây thì có cái view đẹp, ngồi phía này thì nhìn cả Hồ Con Rùa, với về nhà thì nhìn bốn bức tường đó. Nó cảm thấy thoải mái hơn sau 4 tháng ở đây. Giờ là quán còn vắng, có chị với bạn chị ngồi thôi. Giờ cứ thấy có tim nữa chắc mình đi về thấy cầu âm hết rồi. Kohi Cà Phê, một quán cà phê phong cách Nhật Bản mới toanh, chưa kịp khai trương, tại ngã tư Hai Bà Trưng và Nguyễn Thị Minh Khai, đã phải tạm đóng cửa vì dịch Covid-19. Ngay đầu, quán cũng đón nhiều vị khách trẻ. Vòng xoay ngã 6 Phụ Đổng Thiên Vương là nơi tập trung hàng loạt thương hiệu cà phê nổi tiếng được giới trẻ yêu thích tại thành phố Hồ Chí Minh như Starbucks, Gatinat, Đèn Đá. Tại Starbucks, khách ngồi lại phải quét mã QR để khai báo y tế. Các bàn cũng được dựng vách ngăn để phòng dịch. Khách được ngồi giãn cách, tuân thủ quy định 5K. Ngày đầu mở lại, quán giới hạn 50% lượng khách nên chỉ mở không gian tầng trệt. Càng về tối, lượng khách đến quán càng đông. Mình rất là vui tại sao mình có thời gian dài các xã hội thì bây giờ được một tại quán thì em cũng rất là thương hoài luôn. Hy vọng tình hình dịch nó sẽ ổn định hơn để cho còn quay trở lại bình thường rồi sẽ quay trở lại các khu vực bình thường. Tiệm cà phê Catinat chi nhánh Nguyễn Thị Nghĩa, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất cũng thực hiện các quy trình đón khách tương tự. Từ sáng sớm, khách đã đến mua đồ uống và ngồi lại thưởng thức, gặp gỡ bạn bè. Nằm giữa ngã 6 sầm uất, đây là một trong quán cà phê có tầm nhìn đẹp nhất nhì quận Nhất. Mình bán ở lại thì mình sẽ có lượng mua ổn định hơn mà khách đang đi. Với lại nó cũng nhộn nhịp, náo nhiệt thôi. Hầu hết các quán cà phê đã cho ngồi lại trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, một số chủ thương hiệu đình đám khác như The Coffee House, Cheese vẫn chưa phục vụ tại chỗ.